bạn biết Tuấn Lai không? Nhìn bạn hơi giống đấy. Liên Xô ơi, mình có nhiều người hỏi thế. Mình trong trại ăn cơm anh Tuấn ăn thế nào, mình ăn thế, trại Bình Điền nhé. Xuất cơm anh Tuấn thế nào thì bọn mình ăn thế. Tại sao mình gọi anh thì hiểu rồi nhé. Con người mà gọi anh thì mình phải trông nhận anh lớn thì phải gọi anh lớn. Nhưng mà thôi, chuyện của họ qua rồi em ơi. Mình không nhắc, bây giờ có mấy đứa em của mình cũng dưới trướng của anh Tuấn, bây giờ về là bắt đầu đi làm ăn chân chính rồi. Mình cũng chụp hình mình không đăng, có một thằng em nó cũng gần đây, đệ đệ cũng hơi cứng của anh Tuấn, nhưng bây giờ về làm tu chí rồi, cả bán quán ăn anh em nào mà gì thì ủng hộ cho nó cũng được. Nó gần đây, gần cách mình đấy ít, mình có đăng đâu, mình có đăng nó lên đâu, để cho nó kiếm gọi là yên ổn, hiểu không? Nhắc làm cái gì nữa để cho người ta kiếm. Khúc này nghe vui vẻ. Đúng rồi, mẹ mình làm đại ca nó phải thế chứ. Cái mẹ đéo ai, mẹ các bố đại ca của các bố, mẹ nhìn mà gớm, mẹ nhìn thấy cái mặt đéo thân thiện, mẹ đại ca đéo chứ. Đấy, này đại ca phải vui vẻ thế này mới lắm thằng thích làm đại ca này. Đại ca mẹ nhìn cái mặt như mẹ sát thủ máu lạnh, mẹ kinh quá, hiểu không? Ông sao không tu đi á? Mẹ ơi, cái Việt Anh ơi hỏi cái thế mẹ. Đấy cái thằng Trí Thanh ấy. Thì mẹ cho tao nghe theo thằng Trí Thanh, Hiệp Đen mới là đại ca, tao đồng ý đấy, Hiệp Đen mới là đại ca được chứ. Để cho đúng ý mày không gì, mày mẹ điên lên mày lại cắn lại tao bỏ mẹ. Thế tao đồng ý đấy, được chưa? Nhạn với anh Hải ai có số má hơn anh á? Cái số má thì bây giờ thế này em này. Bây giờ là cái người bên 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 giữa hai phe phái thôi, mà muốn là ai số hơn ai cứng hơn thì sau anh em ai đứng với ai nhiều hơn, anh em đứng với ai nhiều hơn thì sẽ là cái người đấy đúng. Thì tự nhiên đấy, cái chuyện của giang hồ, để giang hồ nó đi chứ mình có can thiệp vào cái chuyện ai đúng ai sai đấy được cái gì, con mẹ gì đâu, em hiểu không? Bây giờ em là cái người ngoài cuộc đi, mà tự nhiên mình vào bình mấy câu mẹ mà nó nghiêng đi thì nó gọi là mình thao túng tâm lý nó nhiều quá, mẹ tự nhiên nó mất cái cuộc chơi vui đi. Để cho anh em xem những cái diễn biến tiếp theo. Cho nhiều khi mẹ phim, mẹ mình đi xem phim mà mình cứ kể trước đi, mẹ nhiều khi nó hay đéo hay, em hiểu không? Để cho anh em nó mẹ nó. Chú đi trại miền Trung nhé, chú đi Bình Điền ấy, trại miền Trung chú đi. Mẹ là cái thằng Tháp này xấu mặt anh em Hà Tĩnh. Mày có biết anh em Hà Tĩnh mà tao vào trại toàn đỡ cho anh em Hà Tĩnh không? Toàn trại tao đỡ hết không? Mày xấu cái đeo thì mày làm được cái gì đeo đâu mày xấu? Mày giúp được ai chứ mày xấu? Mẹ tao nói chuyện. Hả? Sao không hả? Mẹ anh Hiệp kiếm đại ca mà bắt nhốt 30 năm về đại ca. Thôi, đừng có nhắc nữa, người ta đã không nhắc đến mình nữa thôi. Tại lúc nãy mày nâng ngọ lên nên tao phải đồng ý nghe thôi. Mày bảo tao sợ, tao phải sợ chứ. Bây giờ mày lại bảo là thế để tao đọc theo mày nữa, thế lại mày lại cắt lại mày đăng lên, thì mày có thấy thế là mày mày chơi xỏ anh không? Người ta đã đéo chấp nữa rồi, anh cũng đéo nói nữa rồi, đéo hẳn học cái chuyện này nữa, thì mày cứ nhai đi nhai lại làm gì? Nhiều khi nó người anh như thế nào người ta hiểu rồi, chứ còn mày mẹ nó mới biết mày xấu ra, mẹ xấu mặt anh em mà tính ok luôn này, tao đỡ đòn hả? Đỡ đòn được. Nam Nguyễn á, gặp nhiều nhé, trong trại 3.000 mấy phạm, xong gặp 4.000 phạm. Anh đọc chưa hết mà là em anh á. Được thì em anh hay không em anh cũng phải chơi với nhau ấy. Chơi nhau ấy ngoài đời còn hơn là chơi nhau ở trong tù, vào nhập nhau chơi nhau trong đấy còn mệt nữa. Thôi lại đi ngủ anh em ơi. Ngủ đông cũng người, anh em xem đợt này mẹ có uy tín ấy. Đêm khuya mẹ mấy trăm anh em lên này, ok, cảm ơn mấy anh em nhé. Đã